Cường được câu hỏi hậu phích xin kính chào anh chị em đam mê bộ môn câu cá. Thì tiếp theo ngày hôm nay em sẽ lên thêm một một video cần ISO con nhỏ nhá. Còn rất là nhiều nha, em còn rất là nhiều ISO con nhỏ cần tay, anh em nào có thể cần ấy thì có thể đăng ký kênh nhá để nhận được những video mới nhất, hoặc là có thể kết bạn Zalo ở hai số điện thoại 0945629282, có gọi điện trực tiếp cho em. Cần loại nào thì bảo em thì em sẽ gửi hình cho anh em nhá. Thì tiếp tục lô này nhá. Anh em có thể comment mã số nhá, kèm số điện thoại bên dưới. Anh em lưu ý nhá, cần cái gì thì bắt buộc phải để lại số điện thoại nhá, chứ không để lại số điện thoại thì em sẽ không biết được là anh em cần cái gì đâu. Cái YouTube này nó không như cả là trên Facebook. YouTube này bắt buộc có số điện thoại, chứ không thì em sẽ không gửi được tin nhắn cho các anh. Thì ở đây sẽ nối tiếp cái nô bên kia nhá. Nô bên kia là 22 cây rồi, em sẽ nối tiếp vào. Đó, thì ở đây thì có tất cả các hãng này, Shimano, Daiwa, nội địa Suzumi. Giá thì tùy từng cây nhé anh em nhé, giá tùy từng cây. Đó, giá tùy từng cây nhá. Cây đầu tiên này, cây đầu tiên của video này là một cây cần của hãng Olympic. Cây này còn khá là đẹp nha anh em nhé, nó phải đạt được tầm khoảng 93%. Pat Fuji. Đó, Pat Fuji. Độ cứng 3, dài 5,4 m. Cứng 3 dài 5,4 m nha anh em nhé. Quen Fuji luôn. Đấy, chất liệu là carbon. Cần cái cân với cái thước cần cái cân cho anh cơ. Đường kính ngon của con này là 1.8 nha anh em nhé. Trọng lượng của nó là 290 g. 290 g, mã số 23. Mã số 23. Giá là 800 k. Đó, 800 k nhá. Anh em lưu ý là phí ship toàn quốc từ 30 cho đến 35 nghìn trên một đơn nhá. 800 k. Cần này đạt được tầm khoảng 93 đến 95%. Tiếp theo là một con cần của hãng Mustang, cần nội địa nha anh em nhé, tem vàng có đầy đủ nhé, cái quán họ làm rất là đẹp. Đấy, cần có xước phía chuôi này, à cái này không phải, đúng không, xước, cái này là xước, xước sơn. Đó, này là họ làm rất là đẹp, rất là đẹp. Mustang này, Pat Fuji, FS6, độ cứng 1, dài 5,3 m, tem vàng nha anh em nhé, tem vàng này. Anh em về hại cần tay đánh rất là ngon, rẻ chỉ bằng một cây cần tay tàu thôi. Đó, nó còn vẫn là bẩn nhá, em chưa lau chùi gì cả. Anh em mua thì về có thể vệ sinh lại. Quen Fuji luôn. Đó, quen Fuji luôn. Cứng một con này nó rất là đanh cần, đọt này to. Con này có đường kính đọt là 1.2 nha anh em nhá, 1.2. Trọng lượng là 230 g. 230 g, mã số 24. Giá 600. Theo là một cây cần nữa. Cây này thì mới tinh nha anh em nhé. Power carbon, độ cứng 2, dài 5,4 m. Đấy. Đấy, cái này còn rất là mới. Tem vàng này, tem vàng. Đó, tem vàng điện đấy. Độ cứng 2, dài 5,4 m, SS Power Carbon. Carbon xoắn nhá. Đó. Đọt carbon luôn anh em nhé. Đường kính đọt của con này là 1.4 m. Trọng lượng là 180 g. Siêu nhẹ. Cũng là cần nội địa. Mã số 25.
giá là 750.000. Tiếp theo là cái cần của hãng Daiwa, cái này có thể zoom được nha anh em nhé, zoom được nhé. Đó, bát Fuji đời mới này, được đệm này. Độ cứng 1.5, dài 5,3 m, Made in Japan. Cái này có thể zoom được nha anh em nhé, zoom 4,5 m, 5,3 m nhé, 4,5, 5,3 m, à, zoom này. Đó, zoom. Zoom nguyên bản nha anh em nhé, chứ không phải là zoom em tự làm đâu. Zoom nguyên bản. Zoom nguyên bản. 1,3 mm nha anh em nhé, quen Fuji. Chất liệu carbon xoắn. Đó, chất liệu carbon xoắn nha anh em nhé. Trọng lượng của con này là 180 gram luôn, 180 gram. Đúng 1.5, dài 5,3 m. Con này có mã số là 26. 26, giá 1 triệu. Tiếp theo là một cái cần thực địa. Đó, cái này còn khá là mới nha anh em nhá, cực kỳ mới. Mới tầm 95 đến 97% phát Fuji. Độ cứng 1.5, dài 4,5 m. Quen Fuji. Đường kính đọt là 1:2 nha anh em nhé, 1:2. Chất liệu carbon nhưng mà nó sơn hết rồi anh em nhé, đây này, carbon này này anh em. Đó. Đường kính đọt 1:2, trọng lượng 160 gram, mã số 27, giá 650.000. Tiếp theo một cây cần của hãng Nissin nha anh em nhé. Nissin thì nội địa xoắn nổi gân toàn thân. Đấy, xoắn nổi gân toàn thân. Nổi gân nha anh em nhé. Gần. Đấy, anh em nghe. Sách nó bị mờ thông số này. Part Fuji đời mới nha em nhé. Fuji tem vàng nhé. Tem này, tem đặc trưng của Nissin. Em đảm bảo cái này là Nissin 100%. Quen Fuji Xích. Quen Fuji Xích. Đọt cũng carbon nổi luôn anh em nhé. Đọt cũng carbon nổi. Nó độ cứng cây này thì nó dễ rơi vào tầm cỡ khoảng 1.5 nha anh em nhé. 1.5. Đó, 1.5. Đường kính đọt là 1:2, 1:1. Xoắn ở gần này. Đó, xoắn ở gần. Xoắn ở gần hai da nha anh em nhé. Xoắn ở gần hai da. Rất là ngon. Dài 4,5 m, độ cứng tương đương với là tầm 1.5 cho đến 2. Đường kính đọt 1:2. Trọng lượng 150 g. 150 g. Mã 28. Giá là 900k. Tiếp theo một cây cần của hãng Daiwa nha anh em nhé. Daiwa CG Carbon. Daiwa này được cuốn nhựa. Cuốn nhựa phát. Phát màu như kiểu hợp kim đồng ấy. Độ cứng 1, dài 4,5 m. Tổng chiều dài 4,5 m. Tổng số nóng là 6. Trọng lượng là 265 g. Cái này nó bị. Cái này không có gì nhá, mai em có thể đóng vào nhá. Đường kính đọt con này là 1 ni nha anh em nhá, 1 ni. Khoen thì nó hai loại khoen nha anh em nhá. Chắc con này là bị ấy đâu, con này bị thay khoen đầu rồi.
xoắn này, carbon xoắn này. Anh em về hạ cần tay này, ngon nhá. 550.000. 550.000 giá ơ mã 29.550. Tiếp theo là một cái cần CG tiếp nha anh em nhá, CG nhá. CG công ty con của Daiwa nha anh em nhá. Nghe dùm anh ạ. Đó, Park Fuji này. Độ cứng 2 dài 5m4. CG này. Siêu Star. Tem vàng này. Mã sao? Mã gì? Không không không, tất cả không hết. Alo. Đường kính đọt là 1D2 nha anh em nhá. 1D2, quen Fuji. Sao? Đấy, chất liệu carbon này. Đó, carbon. Em xem đọt cho anh xem. Vân tay. Không 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 không. Trọng lượng là 260 g nha anh em nhá. 260 g. Mã số 30 600k. Tiếp theo là một hãng cần của Daiwa nha anh em nhá, cần của Daiwa nhá. Đó, rất là nhỏ bằng ngón tay cái của em này. Nhỏ, rất là nhỏ. Park Fuji. Cần rất là đẹp. Được xứng số 2 dài 4m rưỡi. Số 2 dài 4m rưỡi nha anh em nhé. Đường kính đọt là 1.5 nha anh em nhé. 1.5. Đó, xoắn này. Xoắn rất là đẹp, tem vàng, tem to. Mã số 31. Giá 650.000. Tiếp theo là một hãng cần của hãng Suzumi nha anh em nhé. Suzumi. Đó, Suzumi cái này còn rất là đẹp nha anh em nhé. Rất là đẹp. Đó. Park Fuji Starnet đời mới này. Được cứng 2, dài 5m3 này. Dancer by Suzumi này. High power carbon. Tem vàng đây nhá. Quen Fuji hết nha em nhé. Đường kính đọt của nó là 1.2 nha anh em nhé. 1.2. Sao 1.2 là to như thế này nhỉ? 1.4 nha anh em nhé. 1.4 carbon hết nha em nhé. Phôi cần dầm rất là đẹp. Phôi còn rất là đẹp, đạt tầm của 93-95%. Trọng lượng của nó là 240 g. 240 g Suzumi mã 32. 32 750.000. Tiếp tục nhá, một cây cần của hãng này là hãng gì đây? Impost Hibiki, của hãng Hibiki. Pad Fuji đời mới nha anh em nhá, Fuji đời mới, pad đẹp. Đó, pad rất là đẹp nhá. Pad Fuji nhá. Fuji này, Fuji pad. Đấy, Fuji pad. Cái này em chưa lau chùi, nó lau đi nó còn rất là đẹp này. Độ cứng 1.5 dài 5m3. Đấy, cái này còn nguyên bản anh em nhé. Đường kính đọt là 1.2 nha em nhé. Quen Fuji. Đó, quen Fuji. Này, bên trong nóng cần xước này, quen này chạy đi chạy lại xước này. Cái này em sẽ bắn là đẹp cho anh em nhé. Xước 33.
33600. Tiếp theo là một cây cần của hãng gì Mustak. Đấy, Mustak này. Đó, cần này được sản xuất ở Korea nha anh em nhá. Hai Power New được cứng số 2, dài 5m4. Tem vàng từ nội địa Nhật cho thị trường Nhật này. Tải dây họ ghi sẵn ở đây là từ 2 đến xấp xỉ 5 nhé. Đó, chất liệu carbon. Đường kính đọt là 1.3 nha anh em nhé, 1.3. Carbon full luôn. Đó, carbon full luôn nha anh em nhé. Cây này còn bạt được với tầm 95% nhé. Giá 650.000. Tiếp theo cần cuối cùng nha của hãng Shimano anh em, xuất phần gốc này. Đó, xuất phần gốc này, độ cứng số 2, dài 3m, made in Indo. Đó, 2 dài 3m nha anh em nha. Đấy, quen Fuji. Đó, quen Fuji carbon nha anh em nhé, giá 800k. Cái cuối cùng, trọng lượng của nó là 100g, 100g, giá 800k, mã 35. Đó, hết nô này nhá. Em sẽ tiếp tục lên nô sau là một nô cần tay, sau đó mai ngày mai lại nên thêm một nô ISO nữa vì nhà em còn rất là nhiều. Anh em có thể liên hệ mua hàng ở hai số điện thoại 0945629282 nhá, 0974170791 nhá. Anh em nhớ đăng ký kênh nhá để nhận được những video mới nhất nhá. Quay cho anh em xem một chút về nhà em. Đây, nhà em đây. Đây là mồi giả này. Đó, mồi giả nhá. Cần này. Đó. ISO quen lớn, ISO quen nhỏ, cần tay. Đồ. Đó, nhà em đấy. Máy. Rồi, chào tạm biệt anh em nhé.